nhà cô chú anh chị, mắm mắm ra ngoài ở nhà. Có mấy chị tới mua hàng nè mọi người. Mấy chị xinh đẹp. À, em thấy mấy chị có một cái thùng gì á. Như là cái thùng quà gì á mọi người. Ba chị nhìn rất là sang, rất là dễ thương luôn. Hôm nay là này. À, cô cái nhà, cô nhận sang hôm nay đầu tháng. Mấy cô dễ thương quá. Anh được hả? Anh được đẹp trai hả? Anh khen em không dám khen. Anh khen được chứ em không dám khen. Chị Soàn có quýnh em chết. Em khen chồng chi ghen. Là sao? Em khen là chị Soàn quýnh em. Mấy anh khen đi. Em có khen nha. Bây giờ tưởng khách không á. Dạ. Yeah. Anh đang nghe. Đây là mắt anh cầm đây nó độ nó tăng lên nhìn rõ ta. Cho anh già và anh già. Kỹ. Anh có tuổi rồi đó. Anh có tuổi anh nhìn không có rõ như bọn em. Mấy chị đang mua ăn vặt nha mọi người. Có phải em già cũng luôn chuyện mà em là thân cao tuổi chút xíu. Cao hơn mấy đứa thôi. Em đứng tuổi, em có tuổi không? Nước mắm 18, 65 rồi. Chai nha mọi người, mua 3 tặng 1 hả? À dạ đúng rồi, combo nước mắm 3 tặng 1 nha mọi người. Là 3 chai là 195. Tặng chai nó là 4 chai. Mùi nước xả với cái nước mắm của anh Kim Tiểu Long á, nhìn sẽ sai tưởng anh đóng trên ốc luôn. Ngon lắm anh. Nước mắm thực vật. Còn là nước xả là giặt xả. Giặt xả là 450. Giặt xả là 435 miễn ship. 435 miễn ship. Dạ một thùng là 6 chai, một chai 2 lít. À xài nước này khỏi cần nhiều xả nha mọi người. Xài bỏ cần một giặt luôn á. Đang nói chuyện vừa vô. Nước giặt xả mà ha. Vừa giặt vừa xả luôn, có nghĩa là vừa giặt sạch đồ mà vừa có thêm dầu xả ở chổng luôn. Đó, giặt tay giặt máy đều được. Cái bộ không phải ngâm dầu xả chứ. Dạ không. Dạ không, cái này có dầu xả rồi. Nó hơn Downy mà. Việc xà bông xong rồi bắt đầu mình xả lại đúng không? Dạ không, cái nghĩa là cái nước giặt này là nước giặt đồ bao gồm luôn nước xả luôn. Là hai trong một, anh hiểu không? Thì mình giặt mình bỏ vô mình giặt xong luôn mà mình đi phơi luôn chứ không có. Dạ đúng rồi, chính xác nó là vậy. Thường thường mình giặt xong mình xả thêm dầu xả thì nó mới thơm, nhưng mà cái này là nó đã có dầu xả rồi. Có một chị tặng cho em rồi nhưng mà em chưa có khui ra bởi vậy. Chưa khui hả? Má gì mình giặt thử cho em khui rồi đi em. Má em giặt rồi, má em nói thơm em lắm. Em khui ra đĩa anh review cho cô chú thôi chứ mà em mở nắp ra nghe rất là mùi thơm rất là nồng nàn luôn. Má em giặt đồ má em nói thơm, cái này là hương Downy. Cô chú anh chị là muốn mua hàng của chị Hồng Loan thì cô chú anh chị liên hệ đến kênh YouTube của em nghe, mua vô dùm cho. Thì sau đó cô chú anh chị đưa cái địa chỉ ha, là em sẽ cho nó mau. Địa chỉ xong rồi mà em tới gặp nhân viên Hồng Loan để ship đi luôn cô chú anh chị cho nó nhanh gọn. Chứ nhiều lúc cô chú anh chị mình gọi trên điện thoại đó, nhân viên chị Hồng Loan. Ở shop thì có ăn vặt, có me với chùm ruột rất là ngon nha mọi người. Có khô nữa. Ai mà mình thích ăn mỡ mỡ thì mình mua ức nha cả nhà. Ức khô cái dứa nha. Còn mình ăn nạc thì mình mua khô cái dứa nha. Nói tới ức khô cái dứa. Anh ăn chưa? Chưa ăn luôn rồi. Nhưng mà làm hả? Cái đó thứ nhất là anh bỏ vô nồi chiên không dầu á. Anh chiên cũng được. À, coi. Không biết, chưa biết. À, anh biết à. Chắc cũng anh nghĩ là cũng được. Cũng được luôn á. Em thấy nó mỡ mỡ ngon lắm. Mà em không biết cái đó. Nó là đông chua à. Ừ. Anh nấu canh chua còn ngon. Canh chua được á. Ừ đúng rồi đó. Nấu canh chua, canh chua gì đó. Đi chủ nhật đi. Chủ nhật bà xã em mới nghĩ để cho bà nấu canh chua nào, canh chua nó ăn. Được cái đó mình có thể chiên áp chảo nữa, không cần có dầu. Đừng nói nó thèm, chạy nước miếng. Đó, mê mà. Chạy nó nói thèm mọi người. Cô chú anh chị muốn có hai công ty giao tiếp thì số là chia sẻ thêm một chút xíu cho cô chú anh chị gặp cô bé giống như qua em mới có quay Hồng Loan trước cửa nhà Hồng Loan cô chú anh chị được có nhiều khán giả vô hỏi sao lần nói là tại sao đi hỏi Hồng Loan thì cái cầu tàu lao mà sao Hồng Loan bột thì sẵn đây thì mình cũng xin chia sẻ mình không có biết được chứ cô chú anh chị nào mà muốn mà luận và muốn nói thì những cái người nào nói những kênh nào nói thì cô chú anh chị vào những kênh đó cô chú anh chị bình luận chính xác nói cho những cái kênh đó biết còn riêng anh em ở đây trước cửa
thì họ là Hồng Loan khó xử cũng như là Hồng Loan buồn hết. Và hầu như anh em trước cửa lúc nào cũng tìm những cái câu chuyện gì vui hay đùa giỡn nghĩ chi để cho Hồng Loan có một cái gì phút mà thư giãn vui. Anh em nhà giống như là giúp nhà, giống như là anh em một cái nhà của chúng chị, lúc nào cũng muốn chiêu gẹo để cho Hồng Loan vui rồi. Nó cũng chưa bao giờ hỏi những cái câu gì khó hay là gây cái gì mà lại cản trở hay là khó xử cho Hồng Loan và để cho Hồng Loan buồn của chúng chị đó. Cô chú anh chị nào mà thấy những cái người nào mà nói hỏi cái câu gì khó vô hẳn kênh người đó hả? Thì chú vào những cái kênh người đó ai nói thì bảo kênh nó nói chứ bảo em không có nói không có hầu á. Thì sẵn tiện của Phan cũng xin phép cho các em chia sẻ một xíu cùng chú anh chị. Mong cô chú anh chị muốn biết thông tin thì biết vào kênh của tôi nhiều như chúng chị, còn họ kênh khác thì không biết nha. Mình chỉ biết kênh mình thôi chứ khi mình đứng ra quay gần nó cũng bị lấy tiếng vô không mà thu cái tiếng vô đúng không? Vô. Ừ. Có nhiều là khán giả, có nhiều khán giả không có hiểu. Ừ. Khán giả cũng đọc tên anh em. À, phía sau lưng khách hàng là em Tài Xéo Xéo. Tài Xéo Xéo trên ba miền. Sự kiện bé đánh, cô bé nhỏ nhé. Khô thì khô cá dứa và khô ức khô cá dứa cả nhà. Mình mua 2 kg thì mình sẽ được tặng hũ mắm me rất là ngon nha. Còn mắm me nếu mà 2 kg được tặng hũ mắm me hả? Dạ đúng rồi. Hồi bữa mình được tặng cũng vậy đó anh. 2 kg thì mình được hũ bánh me. Cá dứa còn cá dứa 170 ngàn ký hả? Không. Ức con cá dứa là 400. Mày thấy là ức cá dứa là 170. 170 hả? Đúng rồi, ức cá dứa. Mà nguyên cá dứa nhiêu? 400. 400, 400 mấy rồi đó. Để cho chị. 400 một ký nha mọi người. Và mình được tặng mắm me. Nếu mình mua hũ mắm me lẻ thì sẽ là 150 ha. Lâu rồi thì mấy anh em mới quay cái cảnh mà khán giả đi mua hàng hả cả nhà. Lâu lâu mình quay lần thôi anh ha. Chứ mình cũng hai bịch tặng một lẩu mắm me. Quay trước nhà chấm mắm me là việc rồi đó. Mẹ nè con dưới là 400 ngàn một ký, có tặng gì không ta? Hả? Bé 400 có dưới có tặng gì không? Không có tặng luôn, không có tặng luôn. Còn trên kênh của chú anh chị thì có những cái link mà Mít Sấy đang có chương trình mua 2 tặng 1 á mọi người. Mít Sấy có chương trình mua 2 tặng 1. Khi quý vị Hồng Loan thì cô chú anh chị liên hệ số Hồng Loan và liên hệ trên kênh của Sinh Đa Miền để cô chú anh chị biết được. Và em sẽ mua giùm. Và sau đó là cô chú anh chị kết bạn của em và nhắn cái địa chỉ và số điện thoại ở đâu. Giờ có thể là bắt đầu là tháng 11. Cho con lấy hàng đi quận 7 à. Lấy hàng đi quận 7 Quỳnh Anh ơi. Dạ 33.000 ạ. Quận 7 là gần anh á. Anh đang quận 7. Bây giờ đi đem ship. Hả? Giờ đi đem ship. Anh cho đứa này đem ship đi. Anh tặng bé nó xuân cho em nè. Em ship đi giùm anh đi. Ở đây nó hút quy của anh hết rồi. Chiếc bên này nhắn đây, trắng là nó cũng lai chim. Lai gì? Lai chim. Lai chim. Lai chim. Lai gì? Lai chim. Không thì lai gì? Lai chim. Phải không là chữ này? Sáng rồi nó tiếp có mấy ông anh cái gì hàng quá. Kệ quá, kệ luôn. Đó thì video đẹp này cũng hơi dài của chúng chị để Phúc Khang cũng quay dài chút xíu như là để giúp bài chút xíu khách gia để chia sẻ cho cô chú anh chị xem ha. Để có một cái show nữa nhưng mà không có nói chi tiết ha. Bí mật có gì ha. Bí mật. Mai sẽ biết không? À, ngày mai. Mai cô chú anh chị nhớ đón xem. Cô chú anh chị đón xem. Đó. Ngày mai nha cô chú anh chị, tối ngày mai. Show đặc biệt nha. Tối hả? Tối ngày mai. Tối ngày mai. Tối ngày mai. Hay là ngày mai tối. Tối. Tối tối hả? Dạ, ok. Mà nghe nói là khán giả nói em về là anh nhắn cho là bữa nào học văn cho Lucky đi. Cho học văn Lucky hả? Có gì vui vậy mấy em? Em thấy anh mà kéo vô mất đầu của ông rác đầu cầm cái điện thoại quay vậy? Không có gì vui gì. Kéo đó, công ty phát xã mình đặt áo luôn. Nghe nói là khán giả nói là bữa nào nói Loan là học văn cho Lucky. Văn Lucky hả? Sao rồi? Đi lên lầu rồi, nằm phải lạnh rồi. Mời con Lulu nè. Mời con Lele nè.
quen. Ông Nguyên quen. Giờ có chú anh chị chơi dữ lắm. Quá trời quá mấy đứa cùng chú anh chị. Bây giờ nó đâu mua hàng quá trời. Mấy chị mới cùng quá trời luôn rồi. Mới đi đâu rồi chưa về phải không? Mới đi tập đoàn rồi. Sáng hôm nay tôi chuẩn bị một số hình ảnh đã gửi đến quý vị xem. Các con đang mua đồ sản phẩm của Hồng Loan của quý vị đây. Quá mua luôn. Rất là đẹp. Có đàn ánh của chị có con nào nhận làm má nuôi không? Trời ơi, đi kiếm má nuôi nữa hả? Rồi, kiếm má nuôi nữa. Ở biển nãy giờ, sáng giờ. Em có nhận má nuôi không? Dạ, không cần mà, không cần nữa. Rồi. Chỉ cần một má mà thôi. Tiền em đủ xài. Trời ơi. Anh sợ... Không dư, không có thiếu. Mới đầu anh cũng ham đó, nhưng mà anh nghe nói nhận nuôi là bác không ham. Đó đâu. Anh có con, mua cho hết rồi, mua mình ăn cũng được. Tặng cho em nghe chứ con mua cho anh không có mua tặng cho em cũng được. Được chưa anh Khang? Ừ. Rồi sao anh mua đồ nó mua tặng cho em. Cảm ơn cô. Cảm ơn mấy cô. Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ. Dạ. Vậy là đi qua bên đây.